Hello, xin chào tất cả các bạn nhỏ. Thầy là Kiên Nguyễn của Trung tâm Anh ngữ World Success. Rất vui được gặp lại các bạn ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì thầy sẽ dạy cho các bạn một cái phần rất là thú vị, đó chính là cái phần speaking, tức là cái phần thi nói ở trong cái đề thi Starters theo phiên bản mới nhất 2018 của bên Cambridge. Alright, các bạn có thấy thích thú hay không nào? Rồi, are you ready? Let's get started. bữa nay chúng ta sẽ học test 2, speaking. Test 2 có nghĩa là bài kiểm tra số 2. Speaking có nghĩa là phần thi nói. Bởi vì cái phần thi nói này nó khá là dài cho nên thầy sẽ cắt nó ra làm hai. Bữa nay chúng ta sẽ học trước đó là phần 1 nha. Rồi bữa sau chúng ta sẽ học phần 2. Alright. Các bạn yêu thích các video của thầy thì hãy nhớ là ấn subscribe, like và share. Chia sẻ thật là rộng rãi cho nhiều bạn khác cùng được biết đến và cùng được học giống như các bạn vậy đó. nha. Rồi chúng ta sẽ kết được rất là nhiều bạn mới. Ok. Rồi bây giờ chúng ta hãy bắt đầu nha trong cái phần thi speaking á thì các bạn sẽ thường xuyên thấy những cái bức tranh như vậy và những cái tấm cạc như vậy nè ở đây có một phần người ta gọi là scene picture scene ở đây thì gạch dưới nhé scene có nghĩa là phong cảnh hay một cái bối cảnh nào đó và picture có nghĩa là bức tranh ý người ta nói là scene picture ở đây có nghĩa là một cái bức tranh tạo một cái phong cảnh nào đó hay một cái bối cảnh nào đó ví dụ như ở đây là một cái khu vườn nè và có ba bạn nữ đang ở đây và có một con cá sấu nữa được không? Đó là một cái bức tranh tạo một cái bối cảnh như vậy. Rồi còn ở bên đây thì các bạn sẽ thấy là object Cause. Object ở đây thì gạch dưới object có nghĩa là một cái vật thể nào đó ha. Rồi Cause, Cause có nghĩa là những cái tấm cạc tấm cạc giống như vậy nè bạn, bạn thấy ở đây là có rất nhiều tấm cạc nè ha. Rồi ở đây người ta gọi là object Cause, có nghĩa là những cái tấm cạc như vậy. Khi mà đi thi ấy, thì người ta sẽ cắt rời từng miếng ra cho các bạn và người ta sẽ đặt rất nhiều những câu hỏi liên quan đến những cái tấm cạc này người ta sẽ yêu cầu bạn làm rất là nhiều việc các bạn để ý nè ở đây người ta để cái hình cái kéo này thấy không rồi nếu mà bạn nào mà có sách á, thì các bạn hoàn toàn có thể là cắt từng miếng từng miếng này ra nhưng mà các bạn hãy nhớ là giữ cho kỹ nha đừng có quăng lung tung nha mất đó nha rồi lúc mà đi thi á, thì người ta sẽ cắt rời sẵn những cái cạc này rồi để người ta sẽ yêu cầu bạn làm rất là nhiều việc người ta sẽ hỏi bạn rất là nhiều thứ liên quan đến những cái cạc này Alright. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Trước hết các bạn hãy quan sát cùng với thầy nè, cái bức tranh scene picture này nè, là bức tranh miêu tả cái phong cảnh như vậy, được không? Rồi bây giờ các bạn hãy nghe những cái câu hỏi đầu tiên nha. Rồi khi vừa mới bắt đầu cái phần thi speaking thì thông thường giám khảo sẽ giới thiệu tên của họ trước. Ví dụ như là ở đây thầy nói là Hello, my name's Mr. Kim. Alright? Ý thầy nói là xin chào, thầy là thầy Kiên đây, được không? Rồi xong sau đó thầy sẽ hỏi các bạn cái câu hỏi rất là thông dụng như vậy đó là thầy sẽ hỏi là What's your name? What's your name? Thì bạn sẽ nói là gì đấy? Bạn sẽ nói là My name's Rồi sau đó bạn nói tên của bạn ra Ví dụ như bạn tên là Hoàng Thì bạn nói là My name's Hoàng Alright Rồi bây giờ thầy sẽ Gõ ra đây cho các bạn nhé Đánh máy ra đây để cho các bạn Thấy được là thầy vừa mới nói những cái câu gì Alright Rồi trước hết thầy nói gì đây? Thầy nói là Hello My name's Mr. Kim Ý thầy nói là Xin chào Thầy là thầy Kiên Ha rồi, xong sau đó thì thầy hỏi gì đây? Thầy nói là What's your name? Tí thầy nói là gì đây bạn? Là thầy hỏi bạn tên gì? Được không? Ví dụ như bạn tên Hoàng thì mình sẽ nói là gì đây? Thì bạn sẽ nói là My name's Hoàng Ok? Rồi, dễ ha? Yeah. What's your name? Các bạn nói là My name's Hoàng Hoặc là Lan Mai Đào Yến gì đó Đều được hết, ok? Rồi, sau khi mà giới thiệu bản thân xong Và hỏi tên bạn xong thì thông thường là giáo viên sẽ nói những câu sau đây rồi thầy sẽ nói ví dụ cho các bạn nghe nhé. Look at this. This is a garden. It's a beautiful day. Here's the table. Rồi vậy là thầy mới nói gì đây các bạn? Thầy nói là Look at this. Ý nói là hãy nhìn cái này nè. Tức là hãy nhìn vào bức tranh này. Rồi thầy nói gì tiếp đây? This is a garden. Ý thầy nói là this is a garden có nghĩa là đây là một khu vườn. ha Rồi thầy nói tiếp đây, thầy nói là gì đây? It's a beautiful day. It's a beautiful day. Có nghĩa là đó là một cái ngày đẹp trời ha. Beautiful là đẹp, đây là một cái ngày. It's a beautiful day, có nghĩa là đó là một cái ngày đẹp trời. Bữa nay là ngày trời nắng nè, quá đẹp luôn. Alright, rồi, tiếp tục nè, thầy nói gì đây? Here's the table có nghĩa là đây là một cái bàn được không thầy vừa chỉ vô thầy nói cho các bạn nghe là here's the table đây là một cái bàn được không đó mới đầu vô thì thầy sẽ giới thiệu như vậy rồi tiếp tục thì thầy sẽ hỏi các bạn để các bạn trả lời nhé rồi ví dụ thầy hỏi là where's the ball where's the ball là thầy vừa mới hỏi gì về bạn thầy hỏi là where's the ball ý thầy nói là quả bóng ha ball là bóng where's the ball where là ở đâu là quả bóng thì ở đâu rồi bây giờ bạn nhìn vào bức tranh nè bạn thấy là quả bóng ở đâu đây bạn thấy là quả bóng nằm đây nè được không rồi cái việc của bạn là bạn chỉ cần chỉ ngón tay bạn chỉ thẳng vào quả bóng thôi bạn chỉ vô à bạn chỉ vô quả bóng là coi như là bạn có điểm rồi còn nếu như mà bạn muốn được điểm cao hơn á thì bạn vừa chỉ tay vô quả bóng như vậy ha rồi bạn vừa mới nói sao đây tức là bạn miêu tả vị trí của quả bóng đi bạn miêu tả sao đây bạn nói là Bây giờ bạn nói là quả bóng thì ở kế bên cái tấm thảm. Rồi, vậy thì bạn trả lời sao đây? Bạn nói là, đầu tiên bạn nói là the ball là quả bóng. Bây giờ ở kế bên, kế bên tấm thảm mà nó là gì? Is, động từ to be trước ha. Next to, next to có nghĩa là kế bên. Kế bên rồi, cái tấm thảm này mình gọi là gì đây? The mat, nha. Yeah. The mat. Alright, the ball is next to the mat. Là quả bóng thì ở kế bên tấm thảm, được không? Và nó là quả bóng cái bên tấm thảm. Được ha. Rồi bây giờ chúng ta hãy qua câu số 3 nè. Bây giờ câu số 3 thầy hỏi gì đây? thì nói là where are the shoes? Where are the shoes? Có nghĩa là thầy vừa mới hỏi gì về bạn? Thầy nói là gì đây? Where are the shoes? Có nghĩa là shoes là là những cái giày đó ha những cái giày rồi where là ở đâu where are the shoes là những cái giày hay những cái giày thì đang ở đâu được không giọng hai miền luôn đó nha bạn rồi đây bạn thấy đây có những cái giày nè ha alright good rồi bây giờ mình trả lời sau đây bây giờ mình nói là khi mà bạn trả lời đó bạn có thể chỉ thẳng vô bạn chỉ ngón tay vô lúc mà bạn đi thi đó bạn chỉ ngón tay vô những cái giày này nè rồi bạn chỉ vô như vậy là bạn có điểm rồi là người ta ok cho bạn rồi ha nhưng mà nếu mà bạn muốn được điểm cao hơn có thể là bạn được điểm tối đa maximum năm khiên trên năm khiên trong phần speaking này thì bạn vừa chỉ vô bạn vừa miêu tả được cái vị trí của nó bây giờ bạn thấy là cái những cái giày này nè nó đang nằm ở kế bên cái bạn gái này nha yeah. vậy thì mình nói sao đấy cũng vậy luôn mình nói là the shoes là những cái giày rồi động từ to be nè số nhiều nè cho nên mình dùng chữ r ở trên này the ball là số ít có một trái banh nè cho nên mình dùng chữ is được không còn bây giờ dưới này the shoes shoes có s nè số nhiều cho nên mình dùng chữ r được không rồi the shoes are những cái giày thì sao next to là kế bên kế bên cái gì đây kế bên bạn gái kế bên bạn gái mình nói là gì the girl Alright, the shoes are next to the girl. Là những cái giày thì ở kế bên bạn gái. Rồi ok, quá dễ luôn, rất là đơn giản ha. Rồi bây giờ chúng ta hãy qua phần tiếp theo nha. Trong phần này thì chúng ta sẽ làm việc với cả sim picture và object luôn nha các bạn. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ làm gì đây? Bây giờ các bạn hãy lắng nghe thật là kỹ thầy hỏi cái gì và các bạn cố gắng trả lời nha. Rồi xong sau đó thầy sẽ đưa đáp án cho các bạn, được không? Các bạn nghe cho kỹ nè. Thầy nói là Look at these, look at these, which is the guitar, which is the guitar. Là thầy mới nói gì vậy bạn? Thầy nói là look at these, có nghĩa là hãy nhìn vào những cái tấm cạc này nè, được không? Rồi, which is the guitar là, ý thầy nói là cái nào, cái nào trong những cái tấm cạc này là cái guitar, guitar là cái cây đàn guitar đó bạn thì lúc đó bạn làm sao Bạn sẽ chỉ vô cái đàn guitar này để mà chỉ vô cái cây đàn guitar này và bạn nói là this is the guitar đúng không thực ra khi mà đi thi á, thì bạn chỉ cần chỉ ngón tay vô cái đàn guitar này là bạn đã có điểm rồi nhưng mà giống như là thầy nói đó bạn nào mà muốn được điểm cao thật là cao được điểm maximum luôn thì các bạn vừa chỉ vô bạn phải vừa nói thêm cái gì đó ha ở đây bạn nói là gì this is the guitar ok tức là đây là cái đàn guitar được ha rồi bây giờ các bạn hãy nghe kỹ cái câu hỏi tiếp theo của thầy nè. Thầy yêu cầu các bạn làm gì nha? Bạn hãy nghe kỹ nha. Thầy nói nè. I'm putting the guitar on the sun. I'm putting the guitar on the sun. Ý thì mới nói gì vậy bạn? Thầy nói là bây giờ thầy đang đặt cây đàn guitar ở trên ở mặt trời, được không? I'm putting the guitar on the sun là thầy đang đặt cái đàn guitar ở trên ông mặt trời được không rồi bây giờ thầy yêu cầu các bạn làm gì nào bạn làm theo nha now you put the guitar under the tree now you put the guitar under the tree rồi vậy bạn phải làm sao thầy nói gì đó thầy nói là bây giờ bạn hãy đặt cái đàn guitar ở dưới cái cây được không? thì bạn sẽ làm, bạn kéo cái đàn guitar này, bạn lấy, bạn để nó dưới cái cây, được không? Put the guitar under the tree. Under là bên dưới nha. Under the tree là ở dưới cái cây. Đó là bạn phải cầm cái cạc, bạn phải cầm cái cạc guitar lên nha. Bạn phải đặt nó bên dưới cái cây. Giống như thầy vừa mới làm cho các bạn coi, được không? Rồi ha. Rồi bây giờ thầy hỏi tiếp nè. Which is the lemon? Which is the lemon? Ý thầy nói là cái bức hình nào hay là tấm cạc nào là quả chanh? Thì bây giờ là bức nào đây? Là bức này nha. Đây là đây là quả chanh. Thì bạn vừa chỉ ngón tay vô xong sau đó bạn nói là gì? This is the lemon. This is the lemon. Đây là quả chanh, được không? Rồi bây giờ thầy hỏi tiếp nè. Which is the dress? Which is the dress? Ý thầy hỏi là gì bạn? Cái nào là cái váy, được không? thì bạn sẽ chỉ ngón tay vào cái này ha bạn chỉ ngón tay vào cái này bạn nói là this is the dress this is the dress được không rồi bây giờ bạn hãy nghe kỹ cái yêu cầu của thầy nè thầy nói gì đây put the lemon in front of the crocodile put the lemon in front of the crocodile ý là thầy nói gì bạn thầy nói là hãy đặt quả chanh put the lemon in front of in front of là gì là ở phía trước. Phía trước ai đây? Phía trước cái gì đây? The crocodile là ở phía trước con cá sấu. Được không? Thì lúc đó bạn sẽ kéo cái tấm càng này bạn để lên ở phía trước con cá sấu nha. Put the lemon in front of the crocodile. Được ha? Rồi rất là dễ ha. Rồi bây giờ chúng ta hãy qua phần tiếp theo nha. Rồi ở trong cái phần này á, thì nó không phải là mới so với những gì bạn mới được học Mà là thầy chỉ muốn nhắc lại thôi Hồi nãy giờ là thầy chỉ mới đặt câu hỏi rồi bạn nghe xong rồi bạn nói đúng không Bây giờ mình sẽ tập viết xem sao nha Rồi ví dụ như hồi nãy thì nói gì đây thì nói là Now look at these Ý thì nói là bây giờ Now là bây giờ ha Look at these là hãy nhìn vào những cái này Tức là hãy nhìn vào những cái cạc này Được không Rồi bạn nhớ hồi nãy thầy hỏi gì không Cái câu đầu tiên thầy hỏi là gì Which is the guitar Which is the guitar. Ý thì hỏi là gì? Cái nào? Which có nghĩa là cái nào ha? Rồi, cái nào là guitar, là cái đàn guitar. Thì lúc đó bạn đã chỉ vô cái cái này. Được không? Bạn vừa chỉ vô thì lúc đó thầy hướng dẫn là bạn sẽ trả lời sao? Bạn sẽ nói là gì đây? Bạn nói là this is the guitar. Được không? Bạn vừa chỉ vô, bạn vừa nói là this is the guitar. Là đây là cái đàn guitar. Được không? Rồi bây giờ chúng ta hãy qua cái câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 2 trong cái phần câu hỏi dạng which nha. Rồi, which is the lemon? Có nghĩa là cái nào là trái chanh? Rồi bạn biết đây là trái chanh rồi ha. Thì bạn vừa chỉ vô trái chanh rồi bạn nói sao đây? Bạn vừa chỉ vô rồi bạn 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 nói gì? Bạn nói là this is the lemon. Được ha, dễ ha. Rồi câu hỏi là which is the lemon? Thì bạn trả lời là this is the lemon. Đây là quả chanh. Được không? Rồi, bây giờ chúng ta hãy qua câu số 3. Câu số 3 là gì đây? Which is the dress? Which is the dress? Cái nào là cái váy? Rồi, bạn biết là đây là cái váy ha. Rồi, bạn trả lời sau đây. Bạn nói là This is the dress. This is the dress. Đây là cái váy. Được không? Vừa chỉ vô vừa nói đây là cái váy. Rồi xong. Đó chính là những câu hỏi dạng which mà hồi nãy bạn mới nghe đó. Bây giờ thầy viết ra cho các bạn thấy rồi ha. Bạn hãy cố gắng học thật kỹ nhé. Rồi bây giờ chúng ta hãy qua phần tiếp theo nha. Hồi nãy các bạn có để ý là khi mà thầy hỏi là which is the guitar hay là which is the lemon, which is the dress là cái nào là đàn guitar, cái nào là quả chanh hay là cái nào là cái váy. Rồi xong sau đó thầy có nói mấy câu là put cái gì đó ha. Put có nghĩa là hãy đặt. Ý thầy nói là hãy đặt cái vật nào đó vào cái vị trí nào trong bức tranh này. Được không? Thì bây giờ thầy sẽ viết ra đây để cho các bạn biết cái mẫu câu mà người ta hay nói là gì. Ở đây ví dụ như câu đầu tiên thì nói là I'm putting the guitar on the sun. Ý thầy nói là tôi, am là tôi ha. Putting là đang đặt. The guitar là cái đàn guitar. On the sun là ở trên mặt trời. Thì đây các bạn thấy là thầy đã lấy cái tấm cạc the guitar tức là tấm cạc cái đàn guitar đó thầy bỏ lên trên mặt trời là đúng với yêu cầu của giáo viên người ta nói làm sao thì mình làm vậy alright rồi, tiếp theo giám khảo người ta yêu cầu mình làm gì đây? Giám khảo người ta nói là Now you put the guitar under the tree. Now có nghĩa là bây giờ, you put là bạn hãy đặt, the guitar là cái đàn guitar, under the tree, under là ở bên dưới, the tree là cái cây. Đó, người ta nói là bạn hãy đặt cái đàn guitar bên dưới cái cây. Thì đây là bạn sẽ lấy cái đàn guitar nè, bạn để ở bên dưới cái cây. Để như vậy là đúng rồi là chắc chắn mình sẽ được điểm rất là cao ha. Rồi bây giờ câu số 2 thì nói là gì đây? Put the lemon in front of the crocodile. Put the lemon, put có nghĩa là hãy đặt, the lemon là quả chanh, in front of, in front of có nghĩa là ở phía trước, ba cái từ này đi chung với nhau nha, có nghĩa là ở phía trước. The crocodile là con cá sấu. Là thầy yêu cầu các bạn làm gì đây? Hãy đặt quả chanh ở phía trước con cá sấu đây ha mình có quả chanh ở phía trước con cá sấu nè ok rồi vậy là mình đã làm đúng hết rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ôn lại bài này nhé trong phần ôn tập này mình sẽ làm cho nó challenge chút xíu tức là nó thử thách chút xíu nha thầy sẽ nói toàn tiếng anh không rồi các bạn hãy nghe cái câu hỏi và câu nói của thầy rồi xong sau đó bạn sẽ dựa vào những cái phần bên đây rồi bạn tập trả lời ở bên dưới nhé bạn vừa coi video bạn vừa tập trả lời được không thầy chỉ đặt câu hỏi thôi nha rồi hello my name's Mr. king what's your name look at this this is a garden it's a beautiful day here's the table where's the ball where's the ball where are the shoes where are the shoes Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bước qua những câu hỏi tiếp theo nha. Rồi bây giờ các bạn hãy chú ý lắng nghe những câu hỏi tiếp theo của thầy nha. Thầy nói nè. Now look at this. Which is the guitar? Which is the guitar? I'm putting the guitar on the sun. I'm putting the guitar on the sun. Now you put the guitar under the tree now you put the guitar under the tree which is the lemon which is the lemon which is the dress which is the dress put the lemon in front of the rock dive put the lemon in front of the crocodile. Rồi, vậy là thầy vừa mới hướng dẫn cho các bạn xong những câu hỏi đầu tiên trong cái phần thi speaking. Rồi, các bạn có thấy hay và bổ ích không nào? Các bạn nhớ là hãy ôn tập một cách thường xuyên nhé. Hãy coi đi coi lại video này cho đến khi nào mà các bạn có thể trả lời những câu hỏi mà thầy vừa mới chỉ cho các bạn đó một cách thật là thuần thục nha. Trong bài lần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục học cái phần speaking này với những câu hỏi tiếp theo. Nó sẽ khó một chút xíu nhưng mà thầy sẽ hướng dẫn thật là kỹ để đảm bảo là tất cả các bạn đều có thể hiểu được và cùng trả lời được nha. Các bạn yêu thích các video của thầy thì hãy nhấn subscribe, like và share. Chia sẻ thật là rộng rãi cho nhiều bạn khác cùng được biết đến và cùng được học giống như bạn vậy đó. Bây giờ thì thầy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau nhé. Goodbye, see you, have a nice day.